Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ thử thách, đó chính là tiêu diệt quỷ đầu loa nha các bạn. Mấy cái con quỷ đầu loa này nó đang muốn tấn công. Ui, các bạn ơi, nó đang muốn tiêu diệt mình các bạn. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ tiêu diệt nó nhá. Ui, nó đang đuổi mình này các bạn này. Nhưng mà không sợ đâu các bạn. Nói chung là mình chả sợ mấy con quái vật ở đâu. Bây giờ mình sẽ tấn công nó nha. Cái lớp da của con quỷ đầu loa này nó rất là chắc chắn luôn, cho nên chúng ta phải phá được cái lớp da này của nó các bạn nhá. Lớp da này, lớp giáp đấy các bạn ạ. Phải phá được lớp giáp này thì mới có thể tiêu diệt được con quỷ đầu loa này. Cái con quái thú đầu loa này nha các bạn. Con đầu trâu mặt ngựa. Ui. Từ từ bình tĩnh. Ơi. Sao xung quanh mình toàn quỷ đầu loa này? Toàn con SCB-096. Nhầm. SCB-689. Quên. Bởi vì đợt trước là ở đây cũng đã từng xuất hiện SCB-096 tấn công nhà mình rồi. Cho nên là mình nhớ nhầm các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay không biết là có SCB-096 ở đây hay không. Nhưng mà thôi. Mấy con quái thú này đang tấn công mình để mình tiêu diệt nó đã. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Mấy con quái thú đầu loa xa này hết này. Nó trâu bò thật các bạn ạ. Tiêu diệt nó từ nãy giờ mà nhìn như cái vết, không có một cái vết xước nào trên da nó luôn các bạn ạ. Vãi cả trưởng ạ. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Bây giờ mình sẽ dọa nha các bạn nhé. Ủa nó sợ rồi. Ui ai rồi. Ui rồi, móc lốp các bạn ơi. Như vậy là mình đã bị con quỷ đầu loa nó ở sau nó móc lốp mình các bạn ạ. Được rồi. Cái tình hình này con quái vật này nó chán sống rồi anh em ạ. Thế thì cho nó tèo thôi các bạn ơi. Cho nó biết thế nào là thần thông quảng đại thôi. À hả. Bọn này nó giả vờ đứng im đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đùa nó một tí nha các bạn nhé. Trước khi bị tiêu diệt với con quái thú này. Bắt đấy. Rồi vào bắt đấy. Nào làm gì? Làm sao? Sao phải xoắn? Nào vào bắt đấy. Này. Bắt đấy. Nào. Chiến luôn. Nào chiến đấy. Nào bắt đấy. Nào. Úi dồi. Quá gà luôn các bạn. À thêm một con nữa à? Được rồi, hai con vào đây luôn. Nào bắt đây cứ. Nào làm gì với nhau. Úi dồi. Vãi cả trưởng ạ. Mình dọa nó mà nó bắt mình thật các bạn nhé. Nói chung là mình không nên đùa với những con quái vật đầu loa này các bạn ạ. Mấy con quái thú này có nhận nó tởm thật đấy. Các bạn nào sợ con quỷ đầu loa này không? Như mình thì mình không sợ con quỷ đầu loa luôn các bạn ạ. Bởi vì mình đã chiến đấu với nó rất là nhiều rồi. What the hell các bạn. Nhìn cái xác của mình này, nó vẫn còn đang bắt ở trong tay này các bạn thấy không? Nhìn này, kinh không? Trả xác của ta đây, con quái thú kia. Đứng im không cử động. Con quái vật này, bọn này trâu bò thế nhỉ. Thế thì các bạn ơi, thế trong trường hợp mà các bạn quái vật này nó trâu bò như này rồi ấy, thì chúng ta phải sử dụng bom các bạn. Mày này con, ăn trưởng đi cưng. Cho mấy con quái thú này biết thế nào là lễ độ. Cho nó về địa ngục luôn các bạn ơi. Tiêu diệt nó. Chúng ta sẽ dùng hỏa lực để chúng ta tấn công quỷ đầu loa. Và bây giờ mình sẽ rút ra hỏa lực nha các bạn. Ok, đây rồi. Hỏa lực của mình rồi. Sai, tiên ra re đấy các bạn ơi. Nhưng mà quả tiên ra re này hơi phế vật các bạn. Ôi. Nói chung là mấy khẩu súng này của mình cảm giác nó kiểu nó ngao ngáo cái gì ấy. Cho nên chúng ta sẽ dùng hỏa lực, đó chính là khẩu canon thần công. Cho quỷ đầu loa biết thế nào nó lên độ. Yeah các bạn. Như vậy là hai con quỷ đầu loa đã bị tiêu diệt rồi. Ôi, mình như mình để ý hai con này như con to chết sao ấy. Nó phải cao khoảng độ tầm 30m các bạn ạ. Con này nhìn cao vãi hàng luôn. Nó to nhất ở đây ra hai con to luôn. Thế chắc nó là thủ lĩnh của quỷ loa các bạn ạ. Đấy, hai con này là thủ lĩnh quỷ loa nhá, mình xử lý nó sau. Bây giờ mình sẽ xử lý mấy con quỷ đầu trâu mặt ngựa này trước. Con này nó như kiểu bị động kinh các bạn ạ. Ui giời mình né được các bạn ơi, mình chạy được này các bạn ơi. Quá ra con kia định ăn thịt mình đằng sau đít. Hai con đứng cùng một chỗ. Thế thì ăn trưởng đi cưng. Mày này yeah. Ok các bạn, như vậy là con quỷ đầu loa đã bị tiêu diệt các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tấn công những con quái thú khác các bạn ạ. Hai con đầu trâu mặt ngựa này ra đây cưng. Nó đã phát hiện ra. Ui con này lên được đấy các anh em ơi. Mình tưởng là mấy con quái vật đầu loa kiểu dạng cơ bản này này. Nó dạng kiểu như đây là quỷ đầu loa thông dụng nhất đấy các bạn ạ. Nó kiểu nó là quỷ đầu loa bằng đất hay bằng gì xám xám các bạn ạ. Mấy con quái thú này nó không phải quỷ đầu loa cây đâu. Nó là con quỷ đầu loa đất hay sao ấy. Không phải. Cho nó chết luôn. Con quái thú này mình tưởng nó không biết nhảy lên trên này cơ. Nhưng mà nó vẫn biết nhảy các bạn ạ. Mình thử con này xem nó biết nhảy nhá. Ui nó biết. Ui từ từ. Con này nó kẹt chân rồi đấy. Ui luôn. Không các bạn ơi. Nó bị kẹt ở đây rồi. Nó đã bị kẹt ở đây rồi các anh em ạ. Hello.
Hello, 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 hello. Đây rồi, chúng ta sẽ sử dụng khẩu minigun. Chúng ta tiêu diệt con quái thú đầu loa này. Đấy, các bạn thấy không? Khi mình tấn công nó ấy, thì các bạn nhìn này, ở lớp da nó hiện xuất hiện màu đỏ, nó chính là máu của nó đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó không hề bị xuyên thủng nha. Bọn này công nhận là nó chỉ có da bọc xương thôi, nhưng mà nó khỏe lắm các bạn ạ. Các bạn nhìn này, hai bộ loa nó đen xì luôn. Mày này con. Bây giờ mình sẽ tấn công vào hai bộ loa của nó. Mình sẽ bẻ răng của nó nha các bạn. Bởi vì cái hàm răng này của nó rất nguy hiểm luôn. Nó ăn thịt chúng ta bằng hàm răng này đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình bẻ răng của nó nhé. Ui, răng của nó cứng quá các bạn ạ. Mà không bẻ được rồi. Wow, các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra info xem nó có bao nhiêu máu nhé. Và trong nó trâu vãi hàng luôn. Wow, mình bắn nó từ nãy giờ mà nó mất có một tí máu thôi anh em ạ. Chúng ta phải sử dụng hỏa tiễn thôi. Đây, từ từ. Bây giờ mình sẽ ghi hình con quỷ ở loa này. Đây bạn thấy. Trâu vãi hàng luôn, nó không sợ mình luôn các bạn ạ. Mình tiêu diệt mấy đồng đội của nó như vậy, nó không sợ mình luôn. Thế thì mày phải chết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tên lửa để chúng ta tiêu hủy con quái vật đầu loa này các bạn nhé. Tiêu diệt nó luôn. Cho nó biết thế nào là thần thông quảng đại luôn. Lên, rồi. Bắn, rồi. Một quả tên lửa xuất kích. Boom. Yeah. Các bạn thấy không? Nó vừa phát nổ trên đầu con quái thú đầu loa đấy các bạn ạ. Bây giờ nó vẫn sống nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắn thêm một quả nữa. Boom. Úi dồi. Trâu thế nhỉ. Chúng ta sẽ làm thịt nó các bạn nhé. Mình hy vọng rằng một quả cuối cùng này có thể tiêu diệt được con quái thú này. Boom. Úi dồi ôi. Thôi thêm quả nữa đi. Mình nghĩ là phải 4 quả đấy các bạn ạ. Bởi vì mấy con quái vật đầu trâu này ấy, nó tăng level rồi anh em ạ. Wow. Khỏe thế nhỉ. Kiểm tra info xem nào. Wow, nó còn 13.000 máu thôi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng để tấn công và tiêu diệt con quái thú này bằng vũ khí tên lửa của mình nhé. Để xem là quả tên lửa này của mình có ăn hại hay không. Wow. Nổ to như thế mà con quái vật này không hề hấn gì luôn. Wow, mạnh vãi trưởng các bạn ơi. Tính tỏ là chỉ à, nó còn tí máu các bạn ơi. Ok các bạn. Như vậy là mình đã phá được lớp giáp của nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thần công tỉa vào người con quỷ loa này cho biết thế nào nãy độ. Ôi, bắn trượt. Holy shit. Này thì trượt này. Nó tèo rồi anh em ạ. Bây giờ còn một con này nữa. Ai ui, con này to lắm này các bạn ơi. Con này cao 2 mét đấy. Ôi, vướng dây điện. Quỷ đầu cho bằng ngựa này. Yeah, hai quả đi luôn. Chính tỏ con kia khỏe thật. Rồi. Tình hình là bây giờ cái quả thần công của mình bây giờ hết đạn rồi anh em ạ. Bây giờ phải sử dụng súng khác thôi. Bây giờ mình sẽ không sử dụng súng nữa mà bây giờ mình chém kiếm các bạn nhé. Mình sử dụng kiếm thì mình chém gió. Đấy, kinh nghiệm đấy. Đấy, sợi. Thấy chưa? Bạn thấy kinh tởm không? Chém không phải chém ra gió bình thường đâu các bạn. Đây là chém ra vòng kim cô đấy các bạn ạ. Để xem liệu rằng là cái vòng kim cô này bắn trúng người quỷ loa nó có bị tèo hay không nhé. Wow. Đổi ra. Cho nó có hứng thú đuổi đi. Ấy giời ơi, kẹt ở đây rồi. Bắt đờ lợn. Cái con đờ heo này nó nhanh quá các bạn ạ. Quả đấy mình hơi bị cuống ấy. Mình hơi bị cà cuống, cà pháo cho nên là quả đấy nó không chạy được. Cho nên là mới bị là nó bị nó ăn thịt. Còn bây giờ mình không phải sợ, không phải xoắn nó luôn. Nếu như thích thì mình chiến nó luôn, cận chiến luôn. Bây giờ không chơi cái đòn bắn xa nữa, bây giờ chơi đòn cận chiến. Để cho nó biết thế nào là mình là ai là chủ các bạn ạ. Ai mới là anh hùng trong ngày hôm nay. Con quái vật này bạn thấy không? Đấy. Mình nói được là mình sẽ chiến đấu được bạn nhé. Mấy con quái thú này nó chỉ nằm trong tầm tay của mình thôi. Mình sẽ kìm hãm nó, kìm hãm sức mạnh của nó. Bây giờ mình sẽ tấn công con quái vật siêu to khổng lồ này. Đây chính là đầu lão của quỷ loa các bạn này. Hai con này như đứng đây nó điều khiển mấy con quỷ đầu trâu mặt ngựa nhỏ nhỏ kia tấn công mình ấy. Thế thì mình phải xử lý thôi. Xử lý thôi rồi. Ui rồi. Ôi rồi. Sợ thế nhỉ. À vào đây cứ không chém không tới anh em ạ. Bị kẹt ở đây rồi. Cảm giác không chém không tới luôn đấy. Bây giờ làm sao bây giờ nhỉ. À bắn trưởng. Đấy. Hy vọng rằng là cái thanh đao bảo kiếm của mình sẽ tiêu diệt được quỷ loa. Kiểu như mình đang thử nghiệm với con quái thú này các bạn ạ. Để xem là những cái vũ khí thô sơ như kiểu là đao với kiếm có thể tiêu diệt được không. Nếu như trong trường mà đao mà không tiêu diệt được thì chúng ta sẽ chém kiếm các bạn nhé. Rồi xong. Quá đơn giản luôn các bạn.
Như vậy là con Water Sirenhead này nó đã chịu thua của cái thanh kiếm của mình rồi các bạn ạ. Sa, sa, mình đang bắn trưởng đấy các bạn ạ. Yeah, như vậy là mấy cái quả cầu này của mình hoàn toàn thể tiêu diệt được mấy con quỷ đầu trâu và ngựa này nha các bạn nhá. Con Sirenhead này, con SCB-6789 này đã bị mình tiêu diệt rồi anh em ạ. Vừa đấy là mình nghe thì tiếng động ấy. Mình nghe thấy một chủng loại quái vật mới, nó đang ẩn nấp quanh đây. Khi mình chui vào trong, ủa, mình chui vào trong nhà mình thì mình đã phát hiện ra những con quái thú bên ngoài các bạn ạ. Đây các bạn ơi, wow các bạn ơi, mấy con quái thú này là mấy con gì đấy? Wow, holy shit các bạn, vãi cả trường ạ. Đây là quỷ Hungry Hugi này các bạn ơi, mấy con quỷ gấu bông, mấy con quái vật gấu bông này các bạn ạ. Không biết là có nguy hiểm nhỉ? Wow, Hungry Hugi này các bạn này. Nó đang nhìn mình, ủa, nhìn cái mặt thực tẩm vãi hàng luôn các bạn. Hình như là muốn ăn thịt mình sao các bạn, nhìn nó thè này nước dãi này các bạn này. Nó đang đói các bạn ơi, nó đang đói đấy. Con này chắc chắn là muốn ăn thịt mình luôn. Bây giờ mình sẽ thử kết bạn với nó xem nó liệu rằng có đường nhá. Nhưng mà cảm giác như nó không muốn kết bạn với mình anh em ạ. Nó không có thiện chí các bạn ạ. Ui, con này nhìn như kiểu ma chơi, ui, ui. Rồi xong, nó ăn thịt mình luôn rồi. Ok các bạn ơi, tình hình là cái con quái thú này nó ăn thịt mình rồi. Ui, ui giỏi ôi. Ôi dồi ôi, bắt cả trưởng à. Cái con đầu trâu mặt lợn này thế mày được. Thế thì mày ăn trưởng đi cưng. Vào đây, mày vào đây, ui dồi. Từ từ anh em, từ từ. Anh em hết sức bình tĩnh nhá. Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt với con quái thú này để bảo vệ ngôi nhà này. Ui, nó răng khắc đơ rồi các bạn. Ui, nó đang tấn công mình này. Ui, hai này có mắt to vãi hàng. Con này mắt trâu lắm các bạn ạ. Mày ra đây. Mày ra đây, ok các bạn. Các bạn thấy mình giỏi không? Mình vừa tiêu diệt được hai con đầu trâu mặt lợn nữa các bạn ạ. À, làm gì đấy? Bây giờ mình sẽ móc lốt con quái vật này nhé. À, ui, giỏi rồi. Vãi trưởng. Nó có mắt đằng sau sao anh em ạ? Công nhận là nó thính thật đấy các bạn. Nó đánh hơi như kiểu, nó đánh hơi như kiểu con dog ấy. Ui, nhanh đấy. Thôi được rồi các bạn ơi, tình hình là mấy con quái vật này nó chán sống rồi anh em ạ. Nó muốn ăn thịt mình, có nghĩa là nó đang muốn chống lại mình. Thế thì mình phải cho nó biết thế nào là lễ độ thôi. Mình sẽ cho nó về gặp tổ tiên của nó, về chầu các cụ các bạn ạ. Cái thể loại chán sống này để cho nó chết thôi. Không thể để cho nó tồn tại được. Ui rồi. Đó, sao? Nói chung là mình cũng nghé họ luôn các bạn nhé. Không sao. Mình muốn cận chiến với con chủng quái vật này. Bởi vì là trong tay của mấy con này nó không có vũ khí, cho nên là mình sẽ xử lý nó luôn. Nó không phải như mấy con săn thì hết anh em ạ. Con săn thì hết nó cao kèo, cho nên chúng ta phải sử dụng vũ khí. Mấy con water heo này, mấy con water lợn này, nó cơ thể nó giống như mình. Ủa, sợ thế nhỉ. Nói chung là cơ thể của nó thì cũng giống như mình thôi, cho nên là mình muốn gọi là chiến tranh công bằng. Mình sẽ không sử dụng vũ khí ở trong cái giai đoạn này. Rồi, cái con quái vật đít xanh này mày được. Cái con sơn đít xanh này, thế thì để đại ca mày cho biết thế nào là sơn đít đỏ. Cho mày biết thế nào là sơn đít xanh. À, cái con sơn đít đỏ này, làm sao? Quay đây, chiến luôn. À, mấy con quái thú đầu mặt quỷ này. Các bạn để ý cái mõm một con này rất giống hình trái tim luôn anh em ạ, cả cái đầu nó luôn. Cái con quái thú này không hiểu nó được lặn ra từ cái gì luôn, nó chui ra từ đâu luôn mà nó hình trái tim anh em ạ. Kinh thật. Cái mồm của nó thì thôi rồi, ôi rồi luôn. Mồm này người ta gọi là mồm loe đấy các bạn ạ. Mồm này nó mà đớp thì phát thì thôi chết luôn các bạn ạ, nó nghèo hẹo luôn đấy. Nó không còn đường sống đâu. Răng thì rất là nhọn luôn các bạn. Kinh quá à, này còn đeo cái thế lấy được dãi luôn này, kinh quá. Nhìn mấy con quái thú ấy giống như kiểu mấy con bò các bạn ạ. Mấy con bò nó đang nhai cỏ ấy. Để lấy nước dãi. Được rồi, bây giờ mình sẽ gọi nó là mấy con đầu trâu mặt bò. Ui dồi ôi, tèo luôn anh em ạ. Mấy con đầu trâu mặt bò này nó khỏe thật. Đây rồi. Ui dồi ôi, cắn này các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Nó đang định cắn mình nhưng mình chém nó luôn. Mình tiêu diệt nó luôn rồi. Nói chung là không sợ mấy con quái vật này đâu các anh em ạ. Chúng ta cứ sử dụng thanh đao bảo kiếm của mình là chúng ta. À thanh, ở ngoài thanh đao thần công của mình. Đây là đồ long đao các bạn nhé.
thì cứ cầm trong tay là chúng ta sẽ không sợ mấy con quái thú ở đâu. Sao anh Cưng ơi, đứng làm gì ấy? À, các bé đứng làm gì đấy? Các bé đứng đây để dọa anh à? À, hello hello hello, hành động đi. Ui rồi, tôi chạy 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 đấy, quả thấy là mình bốc phét thôi anh em ạ. Chứ thực ra là mấy con đờ lợn này, mấy con đầu trâu mặt bò này nhìn cũng sợ phết đấy. Cái thể loại này mà nó ở trong bóng tối mà nó dọa mình thì thôi chắc cũng tè ra quần đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Mày ui rồi thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ không nhân nhượng với kẻ địch nữa. Chúng ta càng lui, chúng ta càng gọi là nhân nhượng thì kẻ địch nó càng lớn tới, cho nên chúng ta phải cầm súng lên chúng ta tỉa thôi anh em ơi. Lên làm sao chiến không mà đến cưng, đứng làm gì đấy? Mình sẽ lôi mấy con quái thú ấy ra, nó bị kẹt ở đây anh em. Mấy con này nó ngu thật các bạn ơi, nó bị kẹt mà. Ui rồi, mình đánh giá nó hơi thấp anh em ạ. Mấy con này nó giả vờ bị kẹt ở đây để mình đến lại gần thì sao. Ui thôi anh ơi, tôi anh ơi ra xuống đấy, xuống đấy. Ui nó xuống thật anh em ơi, nó xuống thật anh em ạ. Tôi chết rồi. Ui giời ơi, thôi được rồi, các chú mà bây giờ mà muốn gọi là truy cùng giết tận thì anh cũng phải đền đáp kệ công ơn các chú thôi. Các bạn này, cái con quái vật này nó không muốn làm bạn các bạn ạ, thế thì thôi cho nó về chầu Di Vương thôi anh em ạ. Rồi rút khẩu thần công mình chạy luôn các bạn này. Ui nó có chạy đâu, nó không sợ nhỉ. Chạy chưa ăn trưởng đi bé. Ui nó lé này. Được, nói chung là nó cũng khôn đấy, nhưng mà nó không khôn bằng mình anh em. Quỷ đầu xanh, quái vật đầu xanh, sơn đi xanh, sơn đi đỏ, đi quân. Đây rồi, còn ba chú nữa, tặng cho mỗi chú một quả. Hết đạn rồi anh em ạ. Định bốc phét bảo tặng cho mỗi chú mấy quả nhưng mà hết đạn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào hòm đồ và chúng ta sẽ tìm kiếm một cái thể loại súng mới. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm súng tia sét thần sấm này của mình. Chiếu cái nguồn điện 10.000V vào người con quỷ đầu trâu và ngựa này xem nó có chết không. Nó chết thật rồi. Nó đã bị mình tiêu dụi rồi anh em ạ. Hết đạn rồi nó. Rồi, ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thử vũ khí khác đây. Ok, đây bây giờ mình sẽ có một loại vũ khí khác để mình dành tặng cho con quỷ này. Cái loại vũ khí này mình hay lắm các bạn ơi. Nó sẽ bắn ra một quả tên lửa ấy. Và cái quả tên lửa này nó sẽ tấn công và nó sẽ truy tìm mục tiêu tấn công những con quái thú. Nhưng mà mình chả biết cái quả tên lửa đấy của mình nó đang ở đâu nhỉ. Ok các bạn đợi một tí nhá. Mình đang tìm lại cái bảng vũ khí của mình. Không khó rồi. Vũ khí của mình nó đâu rồi các bạn ơi, không thấy luôn ấy. À đây rồi. Yeah. Ok các bạn chuẩn bị nhìn, mình sẽ tấn công con quỷ này đây. Boom. Các bạn thấy hay không, như vậy là con quái thú này đã bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Ok các bạn nhé, như vậy là mình đã tiêu diệt tất cả quái vật ở xung quanh của nhà mình rồi các bạn ạ. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả bạn xem nhé. Bye bye tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nhé. Bye bye.